Rất vui gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh Nguyễn Huy, Những Chuyện Ly Kỳ. Ở đây thì chúng ta cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền gửi về cho kênh. Câu chuyện ngày hôm nay chúng ta đi đến lá thư số 210. Một câu chuyện được chia sẻ về kinh từ chú Tài. Chú không có nói là quê của chú ở đâu hết á, nhưng mà có nói là năm nay trên 50 rồi. Mà cái chuyện này là tự tay chú viết để gửi về cho chúng ta luôn. Chú kể lại một cái đam mê một thời mà người đời hay kêu là đệ tam ngu á. Là đệ tứ ngu, là bốn cái ngu là cái gì? Là làm mai, lãnh nợ, gác cu, cầm chầu. Đó. Chú nói mình nằm ở trong cái ngu thứ ba, đó là mê bộ môn gác cu, tức là bẫy chim. Bẫy mấy cái con chim cu đất này kia đó. Thì chú kể là mấy cái năm đó chú còn trẻ, 17, 18 tuổi gì à, là đi bẫy chim có tiếng ở trong xóm. Ba của chú hồi còn sống là đi bẫy chim rồi dẫn chú theo, cho nên là chú học được cái nghề của ba. Rồi tới năm chú 15 tuổi thì ba mất. Chú đi bẫy chim một phần cũng vì cái đam mê, một phần là vì nhớ ba. Chú nói mấy cái người mà kiểu như không quen tiếng ồn mà tới nhà chú chắc là khó chịu dữ lắm. Tại vì chú treo quá trời lòng chim luôn, toàn là cu đất thôi à, không có cái con nào khác. Thì hai bên hông nhà là chú che thêm hai cái mái lá, rồi cái bắt đầu treo lòng chim ở trong đó. Trong một ngày mà tụi nó rộ lên mấy lần là nghe nhức cái đầu luôn. Nhưng mà cái đó là đối với người khác thôi, chứ chú mê mà, chú khoái nghe tụi nó gái. Rồi nói sơ qua cái chuyện đi bẫy chim của chú ha, thì thường chú sẽ chọn một cái con cu đất gái giỏi nhất, dạng nhất. Để làm chi? Để làm chim mồi. Ai thì sao không biết, chứ chú thì chú gài cu gái. Thì chú biết là chú xài cái con chim mồi là con chim trống. Còn chú gài mà để bắt ăn thịt, có nghĩa là lấy con, bắt con nào để gái á, thì xài chim trống là chim mồi. Còn mà bắt ăn thịt á, thì xài chim mồi là chim mái. Nhưng mà cái điều đặc biệt lưu ý là phải ngụy trang sao cho thiệt kỹ. Đặc biệt là cái dây mà buộc chân con chim mồi á, làm cho nó tiệp với cái màu đất ở đó, để mà cái tụi ở trên nó nhìn xuống nó không có phát hiện, thì nó mới đi dám lại nó đá cái con đó. Nói cho rõ thì nó sẽ dài dòng lắm. Tóm lại là đi gài bẫy thành công một phần là kỹ năng của người thợ ha, kinh nghiệm của người thợ. Còn một phần là nằm ở cái con chim mồi đó. Thì chú nói là hồi đó chú gài giỏi, chăm chim cũng giỏi, cho nên là mấy cái ông vòng vòng cái xứ đó mà chơi chim á, là mê dữ lắm. Mấy ổng bắt đâu có được mấy con chim hay vậy, cho nên là phải tới mua của chú. Chú nói nhờ vậy chú mới duy trì được cái đam mê của mình. Không phải là duy trì nhờ vào đồng tiền, nhưng mà nhờ cái tiền đó, cho nên là má chú mới không có rầy rà, chứ không là bả xách mấy con chim đi khịa hết rồi. Thì tới cái năm chú 23 tuổi thì có vợ rồi, bước được một năm thì trận đó Tiếm Năng có bầu. Má chú hay dặn là năm đó tuổi xui, đừng có đi đâu hay là làm gì xa nhà hết. Nói chung là bà cũng không muốn chú đi đâu, lòng vòng trong nhà được rồi. Rồi Thím cũng không có thích chú đi bẫy chim hoài vậy nữa, kêu chú bỏ đi đừng có chơi ba cái đó nữa, tập trung mình làm ruộng làm vườn thôi, còn thời gian thì ở nhà với vợ con. Nhưng mà chú đâu có bỏ cái đam mê nó ăn vô máu của mình được. Thì vậy chứ anh, hai người vì cái chuyện đó mà giận hờn hoài. Hồi lúc cưới á, là Thím đâu có biết chú mê ba cái vụ này, làm mai rồi cưới chứ đâu có quen biết gì. Thì cái lần đó chú nhớ như in là tháng 3, tháng 4 gì đó, ngay đầu mùa là bắt đầu vô cái mùa người ta bẫy cu đất rồi đó. Tháng hạn á, bẫy nó thì thịt nó ăn ngon lắm, tại vì nó chắc. Chứ mà vô mùa mưa là tụi nó tìm bạn đẻ trứng này kia là thịt nó không có còn bằng vậy. Chú nói là chú đi gài, Thím giận
Tím không có thèm nói chuyện. Má chú thì nói chú bị trời đầy. Trời trưa trưa trật vậy đó, ở nhà ngủ cho khỏe, làm ba cái gì đâu không à. Thật ra là bà la để vuốt giận thím vậy thôi, chứ mấy cái chuyện này bà còn lạ gì. Ai nói gì nói, chú cũng cười cười cũng đi à. Là đi qua bên cái giường của ông Tám. Ngày đó là chú kêu là ông Tám luôn nha, tại vì ông già lắm rồi. Giường ổng có nhiều khu đất về ở lắm, tại vì cây cối nó nhiều. Lần nào gài được nhiều cũng cho ổng mấy con, nhưng mà chú làm sẵn hết rồi mới cho, chứ ổng đâu có ai làm cho ổng đâu. Thì nhà ông Tám có hai cha con thôi, mà con của ổng thì bị không có sáng mắt, cho nên không có vợ con gì. Nhưng mà nói không phải, không phải là mấy cô người ta chê ổng mù mà không ưng thì tội nghiệp mấy cổ. Là tại cái tánh của ổng khó ăn khó ở, cho nên là không có ai ưa hết. Nhiều khi chú rình, chú gài gần được con chim rồi nha, cái ổng cố ý ổng mò ra, ổng làm này làm kia, làm cho con chim, ý ổng cố tình làm cho con chim nó bay mất. Làm mấy lần chú tức muốn chết. Thì cái bữa đó chú mới hỏi ông Tám cho vô giường xong, thì chú mới đi tuốt ra mé sau gần hậu đất để né con ông Tám. Cái ông nó tên là Minh. Mà trước khi chú đi là ông Tám còn dặn chú là ông Minh đi đâu nãy giờ rồi, coi chừng ổng ở ngoài giường á, coi ngó nó kỹ chứ không là rồi hãy gài, chứ mất công đang gài bị phá. Thì con ổng cũng hiểu quá mà. Chú mới cười cười chú đi ra ngoài đó. Thì đặt bẫy xong xuôi rồi, bắt đầu lay quay mình kiếm cái chỗ núp. Thì đang dạch dạch cỏ để làm cái chỗ chui ra chui vô, thì chú mới giật mình, là tại vì thấy hai cái chân của ai đó ló ra. Chú mới đi lại, chú cầm cái dép chú giật giật coi ai. Tưởng đâu là mấy ông nhậu xỉn lủi đi ngủ không à. Ai về đâu càng giật thì nó càng im thinh. Chú mới lần lên, thì tá quả thấy ông Minh ông nằm sắp úp mặt ở dưới cỏ. Nhìn cái tướng là biết ổng liền chứ không ai vô đây. Chú giật mình chú mới nhào vô, chú lật người ổng dậy, thì thấy tím tái rồi, ngưng thở rồi. Mà hả bọt mép nó trào ra tùm lum. Chú quýnh quán chú tùng chú chạy vô, chú la làng la sớm lên. Ông Tám thì ổng đâu có chạy nổi, ổng lết cơ mà. Tới hồi mà ổng lết ra được một khúc thì người ta đã khiêng con ổng vô nhà rồi. Là hết cứu được rồi. Người ta lật ra kiểm tra thì thấy cái chỗ mắt cá của ổng có hai cái dấu răng. Dân mà người ta sành á thì nhìn qua là biết trắng cắn rồi. Thì không biết là ổng làm cái gì để cho rắn nó cắn ra tới nồng nổi vậy luôn. Ông Tám ổng khóc quá trời khóc. Bị bà Tám chết đâu hồi mấy năm trước rồi. Còn mấy ông em, anh em của Minh thì cũng tập trung về lo hậu sự cho đàng hoàng. Chú chạy về chú nói với người nhà ăn tiếng là ông Minh nó mất vậy vậy đó. Thì báo đặng cho hay biết là chú qua bên đó chú phụ đám thôi. Chứ cái hồi mà phát hiện ra ổng thì người ta la làng sùm lên, cả sớm biết hết trơn rồi. Cái buổi tối đó là chú ở bên nhà ông Tám luôn, cũng phụ tùm lum công chuyện hết trơn. Thì nào giờ chồm sớm thân thiết mà, với mấy anh của ông Minh cũng rủ chú lại hủ hỉ. Chứ tối khuya khách về hết rồi, cái nhà nó lạnh lắm. Vậy là mọi người mới gom lại một cái bàn ngồi ở ngoài rạp á. Còn bà chị của ông Minh thì ngồi đốt ba cái giấy tiền ở chỗ đầu quan tài. Thì cái lúc đó là còn người trong nhà với chú thôi, chứ không còn ai khác hết á. Chú nói là ông anh hai của ông Minh á có đeo cái đồng hồ vàng đẹp lắm. Thì chú kể là tại vì lúc đó chú muốn coi giờ, chú sẵn vậy cái chú cầm tay ông lên, chú vừa coi cái đồng hồ mà vừa coi giờ luôn. Thì lúc đó là 12:05. Chị của ông Minh bả tự nhiên bả la lên một cái tiếng cái hới một cái, bả bỏ chạy ra ngoài bàn chỗ mấy ông này. Thì chú á, cái lúc đó chú ngước mặt lên ngay cái lúc bả la, thì là chú thấy rõ ràng ông Minh ổng ngồi trên cái đầu quan á, cái đầu quan tài á, mà sao cái mặt ổng buồn hiu à. Hai chân thòng xuống đánh đưa qua lại vậy đó.
chú tưởng đâu là mình nhìn bậy không. Nhưng mà cái giờ đó tuy là nó khuya thiệt, nhưng mà người ta ngồi quá trời luôn, đâu phải là không có người đâu mà ma hiện ra. Cái lúc bà chạy ra tới thì mấy ông kia mới hỏi gì mà la dữ vậy. Bà đâu có dám nói lớn, bà rù rì, bà nói là thấy mình ngồi đầu quan tài, kêu bà đốt ít thôi, đốt quá trời nó nóng chịu không nổi. Mấy ông này nghe vậy mới nhìn qua thì đâu có thấy ai đâu. Mấy ông kêu bà đi ngủ đi, coi chừng mệt quá nhìn bậy cũng không chừng. Thì cái lúc đó chú cũng không có dám nói là mình có thấy nữa, cứ ngồi im im vậy đó. Rồi qua tới cái bữa sau thì đưa ông đi chôn. Người ta chôn ổng phía sau mộ của má ổng á. Mà thầy coi nói là ổng chết giờ xấu, không có cái giờ nào chôn được hết trơn. Cái cuối cùng quyết định chôn lúc 12 giờ đêm. Đúng 12 giờ đêm là hạ gọng, không có được sớm cũng không có được trễ một phút nào. Thì cái hồi mà thầy kêu hạ gọng một cái á, thì không biết là trùng hợp hay sao nha, có cái con chim heo nó bay ngang, nó la một cái rét. Ta nói mấy người ở đó người ta điếng hồn hết trơn, sợ thì ít mà giật mình thì nhiều. Đang cái đêm tối hù đi chôn người chết mà nghe nó la vậy ai không điếng, nhất là cái ông đánh trống hạ quyệt á. Thường thì cái lúc hạ quyệt vậy người ta đánh 3 tiếng trống rồi người ta dẹp luôn cái trống liền, không có động tới nữa. Vậy mà ông đánh đủ 3 tiếng rồi, con chim la ông giật mình, ông gõ thêm cái nữa. Ông thầy hả, cái mặt tái lét luôn, nhưng mà ông không có nói gì, ông kêu làm nhanh nhanh đi. Rồi cũng xong, chú mới về nhà, chú kể lại cho má chú nghe. Má chú nói thì đúng rồi, cái đó là điều cấm kỵ, có khi nó cũng là một cái điềm báo gì đó. Qua đám của ông Minh thì cả tháng sau chú mới dám đi bẫy lại, tại vì ám ảnh hồi gặp cái xác ổng ở trong bụi. Ông Tám ông nhắn chú qua bên giường bẫy đi, mấy nay ông thấy tụi nó về nhiều lắm, tụi cu đất á. Thì chú mới hứng lên, chú lò mò chú đi. Bữa đó trời cũng trưa, chuẩn bị đâu đó xong hết rồi, núp kín vô trong lùm rồi, lấy cây lấy lá che lên ngụy trang đồ đó. Thì trời ở ngoài thì nắng, mà chú núp ở trong cái chỗ này nó mát, rồi thêm gió thổi hiu hiu nữa. Tôi nói hai con mắt nó muốn nhắm lại mà ráng nhướng lên, tại vì thấy hình như là có mấy con chim nó bay xuống rồi. Bữa đó là gài bằng lúa, là chú có riêng một con chim mồi để gài cái vụ này, kêu là cu mù. Nó sẽ bị mai mắt lại, cho nên nó chỉ vòng vòng ở chỗ có lúa thôi. Nói là nó là con chim mái, nó mập mạp nó đẹp, cho nên là tụi chim trống nó sẽ xà xuống. Rồi vừa có mái mà vừa có lúa nữa thì chịu gì nổi. Nhưng mà không hiểu sao đầu óc của chú lúc đó nó lân lân sao đâu, y như là xỉn rượu vậy. Bình thường mà thấy chim xuống cái kiểu đó là hai mắt chú tự nhiên nó sáng rỡ lên liền. Chú nói ráng đợi tụi này thêm nó sụp bẫy một cái là chú nhào ra liền. Thì cái lúc nguyên đám tụi nó mới lết lết lại, còn cách chừng 2 tấc nữa thôi là hốt trọn ổ rồi. Mà tự nhiên ở đâu có cha nội nào lu ra một cái, bay hết trơn luôn, không bắt được một cọng lông nữa, chứ đừng nói chi là con chim. Chú quạo chú mới chịu thề, chú nói ai mà vô duyên quá trời vậy, chỗ người ta đang bẫy chim mà bước thẳng vô vậy đó. Láp giáp mấy câu cái quay lại người kia mất tiêu. Mà cái thời gian chú đứng vậy đâu có lâu, vài giây chứ mấy. Chợ cái chỗ đó chỉ có duy nhất chú với cái bụi thôi, chứ thì còn bao nhiêu là trống quang. Người ta đâu có ai mà đi nhanh dữ vậy phải không? Nếu mà tuồn xuống mương trốn á, thì cũng không có im ắng được vậy nữa. Chú không có biết cái chuyện đó nó ra sao. Thì lúc đó đó thì chỉ nghĩ trong bụng là mớ hay gì đó thôi, chứ làm gì có chuyện vô lý vậy được. Nhưng mà cái buổi đó thì đình tới chiều luôn, không còn bầy chim nào xuống nữa. Nói mũi cắn cũng ráng mà cắn răng mà chịu, không có dám nhúc nhích. Bởi vậy chú nói người ta không chửi ngu cũng uổng, chơi cái trò này sao mà nó đúng là ngu thiệt. Kệ,
Nhưng mà ngu chút, nhưng mà gài dính nhiều nó, cái cảm giác lúc đó nó cũng sướng. Tại xui trúng bữa đó tự nhiên sao công cốc vậy thôi. Thì tối đó trời nó nằm nóng nực quá, thì trong buồng á, chịu không nổi, chú mới đi ra ngoài cái võng văn hàng ba chú nằm. Trời thì gió hiu hiu ha, nằm một chập cái ngủ không hay. Đang ngủ cái nghe tự nhiên có ai đá một cái phịch vô dưới lưng của mình á. Đá mạnh tới nỗi mà tỉnh ngủ luôn. Chú nói thì cái miệng của chú cũng hơi chửi thề. Chú đào, chú quạo, mới chửi thề mấy tiếng lên. Chửi kiểu như thằng nào mất dạy dữ vậy á. Mà ngồi dậy nhìn thì đâu có ai. Chú nói trong bụng không lẽ chim bao ta. Tại vì cái lưng không có nghe đau nữa. Rồi chắc chim bao thiệt. Cái nằm lại, không có muốn vô trong nhà chút nào, tại ở trỏng nóng lắm. Mà đang thiêu thiêu ngon trớn cái nhìn, bị quất một cái búp vô mặt nữa. Ta nói nó đau mà nó tức trời thần luôn. Cái giọng mà bị phá giấc ngủ dễ quạo nhất trên đời. Chú bật dậy mà làm như là lúc đó giống như là cái lưng nó dính cứng ngắc xuống dưới cái võng luôn, không có ngồi dậy được. Bường bường mấy cái mà coi bộ nó không có khả thi. Cuối cùng mới nằm im coi là cái gì. Thì cái lúc này chú mới biết là ngoài trời nó hết nóng rồi. Sao mà nó lạnh, lạnh kiểu kỳ lắm. Lạnh như mình mở cửa tủ lạnh ra rồi nó gai xung quanh người mình vậy đó. Chú nằm chú chờ hoài mà không thấy sự lạ gì hết trơn. Cái tức mình chửi thề nữa. Lần này thì chưa kịp chửi dứt câu là ăn bạc tai rồi. Chú nói cái bạc tai thiếu điều nổ đom đóm mắt luôn vậy đó. Rồi nghe rõ ràng cái tiếng chửi. Chửi là thằng mất dạy, mày chửi tao 3 lần rồi đó. Mà nghe ra là cái tiếng của ông Minh. Chú nói ủa là sao? Rõ ràng ông chết rồi mà. Sao nói chuyện rõ mồn một vậy? Cái lần này thì chú không có nghĩ là chim bao đâu nha. Tại đang thức rõ ràng mà. Rồi chim bao sao nghe đau được? Đang suy nghĩ là bắt đầu mới kiếm. Thì cái lúc đó thấy, là thấy nguyên cái bóng đen thui đứng ngay đầu võng á. Hồi đầu nó giống như người bình thường kích cỡ vậy thôi. Sau đó cái nó bự dần lên chút. Rồi cuối cùng là chà bá luôn. Tới cái hồi mà bự chán rồi là nó đè mình mấy chú cứng ngắc rồi. Chú giải không có được. Mà cái giọng ông Minh thì cứ sát bên lỗ tai. Kêu là Tài ơi, mày đi với tao. Tao không có thấy đường về dưới. Mày theo mày dẫn tao đi đi. Chú nói trời ơi, lần đầu tiên trong cuộc đời suốt 20 mấy năm lúc đó đó là gặp được cái cảnh vậy. Là sợ muốn khóc luôn chứ không có giỡn. La quá trời la, thiếu điều dãy muốn đứt cái giọng luôn. Cứ kêu má ơi vợ ơi mà không có ai nghe hết trơn. Một chập lâu như vậy hên sao thì má chú mới đi ra, đập tay vô trán chú mà kêu Tài Tài. Giật mình dậy được rồi là không còn nói được tiếng nào hết trơn. Chạy một phát vô trong buồng đắp mền lại luôn. Thím bà đang ngủ bà giật mình, bà dài qua thấy ổng trùm mền kín mít. Bà nói ổng bị khùng, trời nực muốn điên rồi bà đi đắp mền. Thì sáng ra má chú mới hỏi sao hồi tối bị cái gì mà nằm la ư ử trong họng vậy. Chú mới thiệt tình chú kể. Thì được dịp bà chửi quá trời chửi luôn. Bà nói mò qua bên đó làm cái gì, tối ngày chim chóc. Chửi một tăng rồi cấm đi 7 chim luôn. Còn kêu chú qua bên đó đốt nhang cho ông Minh đi. Hồi còn sống ông đã không cho qua bển rồi, thì đừng nói chi tới lúc chết. Chú thấy cũng ớn ớn trong bụng. Chú mới nghe lời má chú đi qua đó đốt cây nhang. Rồi cũng kể cho ông Tám nghe cái sự vụ vậy đó. Ông Tám cũng kêu trời không à. Ông nói trời ơi, nó quậy ở nhà cỡ đó rồi mà nó còn chưa chịu, nó đi qua nó quậy đằng sớm nữa. Thì ông Tám ông mới kể là tối nào cũng nghe tiếng đi rồm rợp trên nóc nhà. Nhà ông nhà mái lá mà. Bây giờ tụi tỷ dụ như ai đó lên sửa nhà hay làm gì thì nghe cái tiếng rợp rợp, mà kiểu đi rón rén không có dám đi mạnh chân á. Còn ngoài hè thì cũng rột rẹt sột soạt suốt. Dưới bếp thì lụp cụp lóc cốc. Mà ông đi xuống coi thì đâu có cái gì đâu. Cũng không có con chuột con mèo gì.
Đêm nào cũng vậy, từ bữa đó tới nay không có sót đêm nào. Ông đâu có cần rình đâu, tại vì ông biết chắc là con ông về á. Nhiều khi ngay giữa ban ngày còn kêu cha ơi thiệt lớn, là cái tiếng của ông Minh rõ ràng luôn. Hồi sống lâu lâu ông cũng kêu vậy đó, nhờ ông Tám làm giùm cái này cái kia, bị ông mắt ông không có sáng. Mà thiệt ra là ông không phải ông bị mù bẩm sinh, nghe đâu tới mười mấy tuổi ấy, ông mới bị bệnh gì đó rồi sốt mà mù luôn. Bởi vậy ông gặp khó khăn nhiều hơn là mấy người bẩm sinh. Có lẽ cũng tại vậy mà ông mới khó ăn khó ở hơn người ta. Chú Đốt Nhang gian dái xin lỗi ông này nọ thì tưởng êm, ai dè đâu ông còn quậy hơn nữa. Cái bữa đó má chú tắm đâu là chiều chạng vạng. Ở quê hồi xưa thì người ta làm cái nhà tắm cách nhà một khúc, chứ không có làm trong nhà. Thì hiện giờ cũng còn nhiều nhà giữ cái nếp như vậy. Thì má chú đi ra ngoài giường cột mấy cái dây bầu lên vàng. Chiều á, cho nên là cả nhà đợi cơm. Thì cái lúc đó bà vô thì bà đi tắm riết, sợ mọi người đói. Cái nhà tắm dựng vách thôi chứ đâu có cái nóc ở trên, cho nên là người lớn đứng ở trong mình ló thấy nửa cái đầu ở ngoài. Thì mà cái nhà đó, bà nhón lên thì bà thấy coi coi dọn cơm chưa. Nếu mà đang dọn rồi thì bà tắm rút lẹ cho rồi hả? Để bà chạy vô. Thì cái lúc bà dòm vậy bà không thấy ai dọn cơm hết trơn, nhưng mà bà thấy có một cái người nào đó lọ mọ đi vô trong bếp. Nhìn là biết người lạ nha, tại vì đâu có giống người trong nhà. Giờ đó đâu có ai vô nhà người ta làm cái gì, mà vô trong bếp nữa. Thì mới kêu giới vô trong, kêu chú Tài xuống coi coi ai vô nhà. Nhưng mà chú Tài chạy vô là không có ai hết. Bà thấy kỳ kỳ rồi, bà mới thay đồ bà chạy vô. Bà gấp mà không kịp lau mình luôn. Nhưng mà thiệt tình là không có ai. Nói tới nó lui một hồi cái kêu thôi dọn cơm ăn. Mà dọn lên thì phải bỏ ngang luôn, tại vì cơm nó thiêu, đồ ăn kéo nhớt luôn. Rõ ràng là mới nấu cái đợp đây. Rồi nói qua nói lại ngồi cái cự lộn. Mà chú nói lần đầu tiên cái lúc đó nhà chú cãi lộn vì một cái chuyện nó lãng nhách vậy đó. Giờ đó còn nấu nướng gì nữa, chú chạy đi tiệm mua mấy gói mì về nấu ăn cho qua bữa. Mà sao cái bữa đó không phải là thôi, nhà chú sao cái bữa đó nó kỳ cục lắm. Nói cái gì ra cũng cãi, không ai làm cái gì mà thuận được ai. Thím có bầu mà bệnh lên bệnh xuống, mà lạ cái là về nhà ngoại cái là mạnh trân, còn ở nhà bên này là bệnh. Tới khúc đó là cấn cấn rồi ha, nhưng mà người trong cuộc người ta chưa có nhìn được vấn đề. Tới thời gian mà thím gần sanh là chú tự nhiên đổi tánh đổi nết. Cái đoạn đó là không có đi bẫy chim gì nữa, ban ngày cũng nằm nhà ngủ, ngủ như chết. Tới bữa ngồi dậy ăn, ăn xong ngủ, không mừng không chuyện, không tắm rửa, không thèm nói chuyện gì với ai trơn. Mà đáng ra mấy cái người kiểu như vậy thì phải mập chứ, đằng này ốm nhơm luôn, ốm mà còn da bọc xương không nhỉ. Vậy chứ mà ăn nhiều ơi là nhiều, ăn gấp đôi gấp ba lần trước đây. Còn cái tính tình mới đáng nói. Lên mâm cơm cái là kiếm chuyện này chuyện kia, nói xiên nói xéo cho cãi lộn. Rồi xong mà ai cãi thì cãi, chú ngồi chú ăn đã luôn. Cái trận đó là thím bà chán cái cảnh đó quá trời rồi, bà mới bỏ về bên nhà ngoại. Nhưng mà nói với má chú là xin về bển để sanh. Rồi sau đó thì tính ra là ông bà cũng còn độ dữ lắm. Cái bữa đó là có bà Bảy, em ruột của má chú, ghé chơi. Gặp ngay cái mâm cơm cũng có ngồi ăn chung. Thì thấy cái kiểu ăn kiểu nói chuyện của chú á, bà thấy không ổn. Cái lúc bà về bà mới rủ má chú là đi lên xóm trên với bà đi, lựa giùm bà con heo con về làm giống. Thì hai bà đi nguyên một buổi trưa luôn, về đâu có con heo nào đâu. Mà chú đang ngủ cái tự nhiên má chú tạt một cái ly nước mà chú nói hả, cái cảm giác giống như là mình bị nhận cái đầu xuống nước, tới ngợp gần chết rồi cái mới kéo ngồi lên lại nhỉ. Mà sau xong một cái là chú tỉnh táo con người ra liền.
quay qua quay lại thấy bà thím, hỏi đủ thứ chuyện trên đời, kiểu như đi đâu xa mới về nhà nhỉ. Má chú đeo cho chú một cái cọng dây màu đen đen, nhưng mà chú nói cái này là dây, chắc là dây trắng rồi có thấm mực vô hay sao, chứ không phải là dây đen thiệt. Đeo hồi mà nó dính vô cổ đen thui luôn. Má chú cũng đeo. Còn bà thím thì bà nói là thầy nói ở xa không sao, với lại bên đó cũ quyền mạnh lắm. Chú ngồi chú nói chuyện sân sẩn vậy đó, lúc đó là tỉnh táo rồi. Vậy chứ mà bước xuống đi nha, là đi không nổi. Dò cẳng như là của ai chứ không phải của mình. Dở không có lên luôn. 3-4 ngày liền như vậy thì má chú nấu đồ cho ăn theo cái lời của thầy dặn. Tới hồi mà đi đứng lại bình thường được rồi là chú chạy liền qua bên nhà ngoại. Thím bà giận chú, nhưng mà bà về là bà không có nói với bên ngoại đâu, cho nên bên đó chưa có hay gì. Tới hồi chú qua, chú năn nỉ quá trời kể rõ sự tình thì bên đó mới biết. Thì thật ra là thầy nói là có cái dòng quỷ đi theo chú á, dạng như hạp mạng hạp tuổi với cái dòng này. Với lại cái dòng này vốn không có ưa chú, muốn bắt chú đi theo. Nó theo nó phá gia đình cho xào xáo hổng thuận. Là để chi? Để cho tổ tiên cũng không có vững, vậy mới dễ bắt chú đi. Bà bãi là do cổ quyền khiến để tớ giúp, chứ đâu phải tự nhiên bà tới đây chi bả đâu. Ai nghe xong cũng hú hồn hú vía hết trơn. Chú nói qua cái cơn đó thèm đi bẫy chim lắm, nhưng mà ớn. Chứ lại má chú la dữ quá không có cho đi nữa. Tới hồi thím xanh luôn ở bên kia luôn, ở bên nhà ngoại luôn, xanh bảnh luôn. Nhưng mà lúc thím xanh thì bên đây có sự. Ông Tám á, cha của mình, biết đi ra ngoài giường làm cái gì mà ông té xuống mương ông chết. Tới sình luôn người ta mới hay. Tại vì con của ông lâu lâu mới về thăm. Tới bữa đó về mà kiếm lòng vòng trong nhà không có thấy, mới đi ra giường kiếm. Rồi nghe cái mùi thối mới bắt đầu lần đi coi thử. Một hồi thì thấy ông Tám nằm dưới mương, thì la làng la sớm lên, rồi dân bu lại cũng phải đem ông đi chôn. Chú nói cái hồi mà ông Tám chết á, chú nghe một cái là óc cục chú nổi dựng đứng luôn. Tại sao? Nó là vậy nè. Là 3 đêm liên tục trước đó đó, chú nằm mơ thấy ông Tám. Ông đứng ở ngoài sân nhà má vợ của chú. Ông thấy chú một cái là ông đi vô. Mà vô tới gần cửa cái bắt đầu ông hoài trở ra. Cái biểu hiện như là không có vô được hay là không dám vô gì đó. Cứ đi tới đi lui mấy vòng vậy, rồi đi luôn ra đường mất tiêu. Sáng nhớ lại là chú nóng ruột dữ lắm. Nhìn như là thiệt vậy chứ không phải chim bao. Nhưng mà đang chăm thím xanh đâu có về được. Ngày đó cũng đâu có điện thoại hay là cái gì để gọi hỏi thăm đâu. À, nghe ông Tám chết mà chú không có dám về. Con nít trong tháng người nhà đâu, đi đám tang về nó khóc chắc khỏi lớn luôn. Vậy là chú ráng lo cho hai má con cứng cáp. Về được rồi thì chú mới qua bên ông Tám đốt nhang xin lỗi. Nói chú không có về được lúc đó. Mà đốt nhang buổi sáng là tối lại chú thấy chim bao thấy ông Tám liền. Chú nói hả, công nhận cha con nhà đó chết linh thiệt. Chú nằm ngủ ngoài bộ gián trước, gần cái bàn thờ của ba chú. Thì cái vách trước nó có một cái cửa sổ, mở ra là ở ngoài người ta nhìn thẳng vô cái bộ gián luôn. Chú đang ngủ thì cái vía cảm giác như là ai đó đang dòm mình á. Chú nằm ngang bộ gián cho nên là cứ nghiêng qua được một cái là thấy cái cửa sổ liền. Hồi chú đi ngủ á, là chú nhớ chú đóng cửa sổ rồi. Nhưng mà lúc đó lại thấy cái cửa sổ nó mở. Ông Tám ông đang đứng, ông cầm hai tay vô cái song cửa sổ, nhìn vô chỗ chú đang nằm. Mà cái mặt ổng lấm lét kiểu như đang tránh cái bàn thờ vậy. Ông nói giọng cũng bình thường thôi à, không có gì thể ghê hết. Ông nói: Tài ơi, thằng Minh nó bắt mày không được á, nó về nó bắt tao nè Tài. Vợ ngày nào nó cũng bắt tao dẫn nó đi đầu này đầu kia chơi. Chú nghe mà vừa sợ mà vừa tội nghiệp cho ông Tám nữa. Chú còn tính, ông Tám còn tính nói cái gì đó nữa đó,
mà con chú khóc, cái chú giật mình dậy, chú chạy vô buồn chú coi, cho nên cũng quên mất tiêu là vừa chiêm bao thấy ông Tám. Sáng ra phải ngồi nhớ cả buổi mới kể, mới nhớ ra mà kể cho má chú nghe. Má chú nói đó, mày thấy chưa, đợt tao nói đám ma thằng Minh là có điểm, cuối cùng nó kéo cha nó theo. Cái nhà bên đó thì có hai người ở à, mà chết hết trơn rồi, giờ đâu có ai dám ở nữa. Mấy người kia người ta cũng có nhà có đất riêng, đâu có ai rảnh đâu mà qua giữ đất bên này. Rồi vậy cái bỏ không, cái ăn trộm vô phá, bắt cá bẻ dừa tùm lum tùm la hết. Dân xung quanh người ta nói cho con ổng nghe, thì mấy người đó mới về thỉnh bàn thờ của hai người về bển. Cái nhà thì cũ quá rồi, giật sập luôn. Rồi sau này thì cái đất đó cho mướn chứ không có bán, tại vì mồ mả ông bà Tám với lại ông Minh còn đó. Thì nói nào nghe, mấy người mướn đất đó làm ăn cũng được lắm nha, nhưng mà cứ bị ông Minh hù hoài à. Cho nên là người ta làm hết hợp đồng người ta cũng nghỉ. Không phải người ta sợ ma, nhưng mà cái kiểu mà biết cái đất có dông vậy rồi lỡ đâu sau này nó gặp cái này gặp kia, ảnh hưởng này nọ, người ta cũng không có tha thiết gì. Hiện tại thì cái đất đó không còn đâu, trải qua mấy chục năm tới đời con cháu làm banh chành hết rồi. Chú với thím thì có với nhau được bốn mặt con, chú không có còn đi bẫy chim nữa. Một phần là tại vì tụi nó giờ ít đi rồi, một phần là cũng sợ gặp cái trường hợp giống như ông Minh hồi xưa. Thôi, ở nhà làm ăn cho chắc. Đó, nó là những cái chia sẻ của chú Tài đã gửi về trong lá thư số 210 của kênh chúng ta ngày hôm nay. Cảm ơn bà con đã theo dõi nha. Chúc quý bà con một đêm ngon giấc.